Alo đồng chí Tín à? Lên cơ quan để làm việc để thống nhất phương án triển khai chỗ cái bà kia xem như thế nào nhá. Alo đồng chí Thuận à? Lên cơ quan để thống nhất phương án xem chỗ bà Chuông như thế nào nhá. Lên luôn. Đồng chí Thuận đồng chí Tín lấy xe nhá. Phá dầu mình không biết là bà hay là bác đây, để phá đi. Không biết là họ đã tìm thấy bà mình chưa. Bà đã hết trốn kiểu gì không biết. Bây giờ dầu thì không biết ai về phá. Sợ nhất là bà về phá. Bây giờ hôm nay mình ở nhà thôi. Đi đâu hết xem ai về phá dầu mình. Bây giờ mình cứ dòng con ra ngoài kia xem. Không ở nhà một mình hết sợ lắm. Trong là ngoài kia nếu mà bà ở đấy thì có người thì...
ơi. Sao ấy nhỉ? Chị ơi. Chị ơi. Chị. Chị ơi. Sao về đây lại? Chị. Chị ơi. Không biết làm sao thế này. Ô, hay là bà chị gái thuê về đây làm nhỉ? Bà ấy làm sao thế này nhỉ? Rồi còn nóng nóng nữa chứ. Không thấy được. Ồ, chắc là bị ngất rồi. Làm thế nào được nhỉ? Không biết tự cõng ba lên được không? Con măn. Đồng chí tin cẩn thận. Tiền quá. Rất lắm cẩn thận. Chị ơi, không biết này, sao lại đói hay sao?
Chị ơi, chị nằm đúng chỗ này còn đây nữa chứ. Chị bị làm sao đây? Chị ơi, 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 chị thấy trong người là sao rồi? Khát á? Chị uống nó đi. Nhà mình cũng chả có cái. Chị vẫn còn khát à? Đây, đây đây chị uống. Chị đi đâu về đây lại ngất ở đây này? Sáng chưa được ăn gì thôi. Chưa được ăn gì à? Đỡ cho chị thấy đỡ cho. Thế chị đi đâu về đến đây đấy? Thế chị chưa ăn gì ư? Hôm qua chưa được ăn gì thôi. Nhà em cũng không biết không có cái gì. Của em còn cũng không biết ai về phá cho em đây này, cũng không có cái gì. Chả có cái gì cho chị ăn bây giờ ấy. Thế nhà chị ở đâu ấy? Xa lắm. Thế ai thuê chị về đây làm ở chỗ đấy ấy? Có một bà con gái nó về thuê bác về làm đây. Ê, chắc bà chị gái mình rồi. Thế lúc đi chị không ăn gì à? Chưa ăn gì. Thế nhà chị ở đâu để em đưa chị về? Xa lắm. Em cũng còn nhỏ thôi, chẳng có gì đâu. Em vừa đi bán một đựng nước mía này. Đây em cho chị 10.000 để tí nữa chị đi mua gì ăn nhá. Thế nhà chị ở đâu để em đưa chị về nào? Xa lắm. Thế bây giờ chị thấy đỡ chưa? Còn mỏi ở đâu, mỏi mệt đâu? Thế nghỉ một tí xong để em đưa chị về nhá. Thế nhà chị không có ai à? Có anh em gì à? Chị có anh em hay bố mẹ chị ở đâu để ấy, để em còn đi bảo nào? Có, bố mẹ chị mất rồi. Thế còn ai nữa không? Có bà chị dâu. Đuổi ra khỏi nhà. Lại đuổi chị ra khỏi nhà á? Chị ấy ác lắm. Chị đuổi chị ra khỏi nhà. Còn đánh chị. Thế bây giờ ra thì chị có nhà ở chưa? Có một cái lều. Chị ra lều rồi à? Thế để chị cứ ngồi nghỉ đi, em quạt cho chị mát đỡ một tí rồi tí nữa em đưa chị về. Bây giờ con em cũng đang ngủ nữa, chưa đi được đâu. Em quạt cho chị. Cảm ơn em nhé. Không có gì đâu chị ạ, không có gì đâu. Chị đừng khóc, không có gì đâu. Em cũng như chị thôi, không có gì đâu. Không ấy đâu, chị không ấy, không khóc. Được rồi. Chị em mình cùng cảnh ngộ thôi. Giúp đỡ nhau, em giúp được gì chị thì em mới giúp thôi. Chứ em cũng còn nhỏ, em cũng chẳng giúp đỡ được chị nhiều cái gì đâu. Cảm ơn nhé. Chị cứ nghỉ ngơi đi, không có gì đâu. Nghỉ ngơi đi, trong là nếu mà khỏe thì em đưa chị về. Chị đỡ chưa? Đỡ rồi à? Thế chị có đi một mình được không? Thế thì không được đâu, không ổn đâu. Để đợi em một tí nhá, em cho thằng con lên lưng đã. Xong rồi em đưa chị về, ngồi đợi em một tí. Cắt đồ đã. Thằng con đi theo mẹ nhá. Đưa bác về nhà nhá. Ồ. Mẹ đi nhá. Mát nhỉ.
làm phiền. Không có gì phiền đâu chị ạ. Để em một tí xong em đưa chị về. Em lấy cái mũ cho cháu đó. Đi. Đi nha. À, được rồi. Để em đưa chị về cho nó an tâm. Chị vừa ngất rồi, sợ tí nữa chị lại ngất thêm mà không ai nhìn thấy. Hơi khổ ra. Chân chị còn bị đau này nữa. Em đưa chị về. Em bà chị dâu không cho chị bữa chị ra, không cho chị ăn cái gì à? Không cho chị vào khóc gì à? Anh em hỏi nhau tìm cái nhỉ? Không thấy gì à? Bà cáo gia đình sau. Không thấy bà. Không biết là bà đang lẩn trốn ở đâu hay là như thế nào. Biết bà trốn ở đâu nữa. Bà ơi, bà có thấy bà áo đỏ nào có qua đây không? Bà không thấy đâu. Không thấy đâu nhỉ? Từ hôm qua ở đây không thấy nào nhỉ bà nhỉ? Không, không thấy đâu. À, cảm ơn bà nhé. Mình tìm cả một buổi ngày hôm nay rồi. Không thấy dấu vết của bà. Tắt đi, bà gì? Thưa các đồng chí, hiện tại là anh em mình đã tìm một ngày không thấy bà Chuông rồi. Chắc là sẽ về làm một cái giấy để triệu tập gia đình của bà, người thân để thông báo là mất tích. Hiện tại thì chúng ta không tìm nữa. Vì hiện tại tìm cũng không thấy khả năng bà mất tích rồi. Chúng ta thông báo cho gia đình. Vâng. Các đồng chí, chúng ta về cơ quan nhỉ. Hoàn ơi, chị Hoàn có nhà không nhỉ? Chị Hoàn ơi, chị Hoàn à? Ốp, sao rau lại hỏng hết thế này rồi? Chưa chị ở nhà, chị Hoàn ơi. Chị Hoàn à? Khóa cửa rồi, không biết mình đi đâu rồi. Đi đâu nhỉ? Phải ngồi đây. Không biết hay là bà đi vào trong này. Yuan ơi! Yuan à! Yuan ơi! Bà đi đâu nhỉ? Bà đi đâu không biết.
đợi chị Hoàn thôi. Không biết bà đi đâu. Đoạn này đi đâu mà lâu thế, con thấy về nhỉ? Muộn lắm rồi. Biết đợi bao lâu bà mới về đấy. Ngồi từ nãy rồi. Đứng đứng lại ngồi. Chị đi đâu về đấy? Em về từ nãy rồi. Chú về lâu chưa? Em về được lúc rồi chị ạ. Ngồi đợi chị mãi, không thấy chị đâu. Nãy chị ra kia thì gặp. Nãy chị ra kia chị thấy một chị ấy về làm ở chỗ vườn mà. Bà chị gái chị ấy, chắc bà ấy thuê về làm vườn ấy, xong bị ngất, chị đưa bà ấy về mà. Ờ nào em đợi nãy. Từ nãy chị về không thấy chị về. À thế. Vâng. Chú về lâu rồi à? Được lúc rồi chị ạ. Lên đây có gì chưa? Dạ. Chú lên đây có. Nó đến tìm chị mà. À. Cái đây chị để em một người cho, qua đâu. Nó tè rồi, xong bây giờ ướt rồi không chữa. Tóc nhiều thế. Nó tè rồi nhỉ. Thế chú lên đây làm gì đấy? Em tìm chị mà. Có việc gì không chú? Ba mẹ chồng của chị ơi, mất tích rồi không thấy đi. Sướng thế. Nhiều thế nhỉ? À. Nóng á. Có lên đấy có việc gì không? Em lên tìm chị ấy, thông báo với chị là bà phải trốn ra rồi, xong là bây giờ bọn em tìm ba hôm mà không thấy chị ạ. Để không biết bà đi đâu rồi. Bà đi đâu nhỉ? Vâng. Em lấy cả chó nghiệp vụ đi tìm bà ấy không thấy chị ạ. Em thấy đôi dép với nửa cái áo ở dưới vực ấy chị ạ. Không biết. Thế thì có không thấy bà. Chỉ có thấy quần áo của bà thôi á? Thấy mấy quần áo của bà thôi chị ạ. Áo với đôi dép thôi, nửa cái áo ấy. Thế cái vực có sâu không? Sâu chị ạ. Bọn em không xuống được xem đấy. Bọn em đi tìm cả đêm mấy hôm nay rồi chị ạ. Chắc bà trượt chân ngã xuống dưới vực rồi. Thế con gái của bà biết chưa? Cái vực đấy sâu lắm chị ạ. Thế em báo cho chị, thế là báo cho con gái của bà biết chưa? Báo rồi. Em cũng báo cho chị đấy rồi. Bà chị đấy còn lên đồn lấy cả áo với dép của bà về rồi mà. Bây giờ làm thế nào được nhỉ? Không biết bà rơi xuống vực như thế thì không biết có bị làm sao không? Em bọn em cũng không thấy đâu. Vực sâu quá chị ạ. Bọn em mà không thấy. Các chú không tìm được bà thì muốn thấy quần áo này hay là chị sợ bà tạo hiện trường giả để bà trốn. Bọn em cũng không biết được hay là bà tạo hiện trường giả nữa. Bây giờ bọn em tìm mấy ngày hôm nay không thấy rồi. Đưa cả chó nghiệp vụ đi tìm cũng không thấy. Đang bảo là mai bọn em xuống vực để tìm bà xem có thấy ở dưới đấy không. Thế các chú cố gắng tìm xem thấy bà nhé. Vâng. Thế thì chú cố gắng tìm bà giúp chị với nhé. Vâng. Ngay chị đi về không biết là ai về phá cả vườn rau này của chị nữa này. Hôm nay em về em cũng thấy cái vườn rau này không biết ai phá hết của chị. Không biết bà về hay là chị gái về nữa. Vâng. Thì chị thấy bà thì chị cứ báo với bọn em nhé. Để bọn em tìm cách giải quyết. Được rồi, có gì chị báo. Vâng, vâng, thôi. Em coi đây chị ạ. Em xin phép cũng đi về đây chị ạ. Chú về nhá. Vâng. Có gì báo chị với nhá. Vâng. Bye bye. Nhiều thế nhỉ. Chú về đây. Em về chị ạ. Chú về nhá. Con nhá, chú đi về đây. Chú về nhá. Vâng. Bye bye.